chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại top 5 mẫu nhà phố đẹp nhất của Mắt Hôn trong tháng 2023. Hy vọng được quý vị có thể lựa chọn một mẫu nhà mình yêu thích nhé. Tôi đã sử dụng Mắt Hôn và rất hài lòng về thiết kế thi công của Mắt Hôn. Phải nói là thiết kế thi công Mắt Hôn đẳng cấp vượt trội. Mắt Hôn, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Hôn đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Hôn luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Hôn là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Hôn, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Hôn đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Hôn dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Hôn qua số hotline 0964458888 hoặc 0828133333. Mắt Hôn, giá trị tạo nên thương hiệu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 5 trong top 5 chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là mẫu nhà của anh Bùi Văn Bá ở phường 7 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với công trình của nhà anh Bá thì quý vị có thể thấy là đây là mẫu nhà 2 tầng 1 tum với thiết kế là mái bằng. Thì thật sự thì đa phần những căn nhà phố mà Nhật An giới thiệu quý vị thì đã 80-90% thì đều là nhà mái bằng rồi ha. Với công trình này thì có cái điểm khác biệt của nó một chút xíu, đó chính là công trình sẽ đi theo phong cách tân cổ điển. Đa phần nhà mái bằng mà hiện đại thì chúng ta thấy rất là nhiều rồi, em nghĩ nó cũng chiếm đa số luôn. Còn một căn nhà mái bằng mà nhà phố mà thuộc dạng tân cổ nữa thì không nhiều đâu. Cho nên là công trình này cũng có một cái sự thú vị riêng. Với công trình này thì cái màu sắc quý vị thấy là chúng tôi sẽ phối theo hai tông, một là màu trắng và hai sẽ là màu vàng. Thì đây đều là hai cái tông rất là hoàng gia và đã thể hiện được cái sự sang trọng và quý phái của công trình. Một số chi tiết tân cổ điển kể đến có thể thấy đó chính là cái phần lan can, thì lan can ở đây là lan can sắt nghệ thuật được mạ đồng rất là đẹp. Chưa kể là những cái chiếc cột thì quý vị thấy là chiếc cột sẽ làm theo thức cột là Corinthian, một cái thức cột nó khá là cầu kỳ ha, nhưng mà An thấy là đặt vào đây thì nó cũng toát lên cái sự sang trọng. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể thấy là cửa thì 100% cửa đều là cửa nhôm hệ kính để mà lấy sinh khí bên trong một cách tốt nhất. Ở trên tầng thượng đó quý vị, tầng tâm á, thì để mà che nắng che mưa thì chúng tôi sẽ làm thêm một cái dàn mái che để quý vị thấy không ạ. Ở đây sẽ được làm từ thép hộp sơn tĩnh điện màu trắng. Ở bên trên thì sẽ có một lớp mái kính che. Và khi mà làm cái lớp này thì ví dụ chúng ta có đang sinh hoạt ở trên tầng thượng mà lỡ trời có mưa hay nào đó thì cũng không có bị ướt người ha. Thì đây cũng là một cái cách mà quý vị có thể tham khảo cho ngôi nhà của mình. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ xem về mặt bằng của công trình của nhà anh Bá để xem cách phân chia không gian bên trong như thế nào. Thì ngôi nhà này quý vị sẽ thấy tầng 1 chúng tôi sẽ bố trí là có phòng khách, phòng bếp ăn, một nhà vệ sinh. Ngôi nhà sẽ có chiều dài là 13,27m, chiều rộng của căn nhà là 6,41m. Tiếp theo tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí là sẽ có thêm 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Và cuối cùng là tầng tum sẽ bố trí thêm một phòng ngủ nữa và sẽ có một nhà vệ sinh ở bên trong. Còn lại bên ngoài sẽ là không gian sân thượng nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến vị trí thứ 4 trong top 5 ngày hôm nay, đó sẽ là mẫu nhà của anh Ba ở Quảng Ninh. Với mẫu nhà của anh Ba thì đây lại là một cái mẫu nhà mà anh nghĩ là nhiều quý vị cũng quen thuộc rồi. Một mẫu nhà 2 tầng 1 tum nhưng bây giờ nó trở lại với phong cách hiện đại ha. Và với cái căn nhà này thì em nghĩ là cái vẻ đẹp của nó là quý vị thấy là nó gắn liền với cái khoảng sân ở phía trước. Đây là căn nhà phố nhưng mà thuộc dạng là cũng là có cái khoảng sân dư ở bên ngoài, cho nên là nhìn nó cũng rất là gọn gàng quý vị. Và quả thật những công trình mà có thêm cái khoảng sân thì lúc nào nó cũng cảm giác chúng ta là những ngôi nhà nó thoáng đãng hơn là những căn nhà mà thuộc dạng nhà ống 100% không có sân, đúng không nào? Với công trình này thì cái vẻ đẹp của nó là quý vị thấy là kết hợp rất là đa dạng vật liệu, có granite nè ha, rồi ốp đá chẻ nè, rồi ốp gỗ nhựa nè, vân vân. Rồi sơn thì có sơn trắng, sơn ghi. Đây là cái tông màu mà cũng rất được chuộng hiện nay luôn. Về tam cấp thì ở đây chúng tôi sẽ thiết kế là có 3 bậc tượng trưng cho thuyết tam sinh tương ứng. Đó chính là 3 cấp là thiên tài, địa tài và nhân tài nhé. Và về tam cấp thì tùy theo sở thích của từng gia đình thôi. Có gia đình thì chọn 3 bậc giống như căn nhà của anh Ba đây, nhưng cũng có những gia đình em biết là người ta lại thích 5 bậc, thậm chí là 7 và 9 bậc. Thì cái điều đó tùy thuộc vào sở thích chứ cũng không có đúng không có sai ha. Và nếu như quý vị chúng ta
thiết kế thì chúng ta có thể trao đổi kiến trúc sư để xem là cái độ cao thế nào là phù hợp với căn nhà của mình. Ở đây thì hệ thống cửa thì cũng 100% là cửa nhôm hệ kính. Cứ về để ý thì đa phần á, những căn nhà lô phố, những căn nhà phố á, thì người ta đa phần đều là chọn cửa kính hết quý vị. Bởi vì đã ở nhà phố, ở một cái vùng thành thị, quý vị biết rồi, đất chật người đông mà. Cho nên là nếu mà chúng ta lựa chọn những cái cửa kính á, thì nó sẽ góp phần lấy ánh sáng và sinh khí bên trong một cách tốt hơn. Chưa kể là gió thổi vào thì nó cũng mát mẻ hơn nhiều. Cho nên là đó là lý do mà nhiều căn nhà lựa chọn như vậy. Công trình này thì cũng có rất nhiều những vị trí mảng xanh, quý vị thấy là tầng tum cũng có nè, tầng bên dưới tầng 1 cũng có ha, để mà góp phần mang đến sinh khí cho căn nhà này. Tiếp theo thì An sẽ đọc đến đó chính là mặt bằng công trình. Đầu tiên với mặt bằng tầng 1 thì quý vị sẽ thấy là công trình sẽ có chiều dài là 11,54m, chiều rộng là 8,02m. Về công năng chúng ta sẽ bố trí là có một phòng khách, phòng bếp ăn, một phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Tiếp theo thì chúng ta xem đến tầng 2. Tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí là một phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ và một nhà vệ sinh quý vị ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến vị trí thứ 3 trong top 5 tại ngày hôm nay, đó sẽ là mẫu nhà của anh Hợp ở Thủy Nguyên. Với mẫu nhà của anh Hợp ở đây thì đây là một công trình cũng khá là lạ mắt quý vị, bởi vì đây sẽ là một cái mẫu nhà cũng là thuộc dạng nhà ống. Tuy nhiên quý vị nhìn kỹ thì hình dạng của nó là hình dạng là hình chữ L. Chữ L ngắn thôi chứ không phải là cái cạnh kia nó quá dài, nhưng mà nó vẫn là hình chữ L. Thì đây cũng là cái mô hình nó khá là lạ mắt. Thì kiến trúc sư chúng tôi sẽ căn cứ vào cái hình dạng khu đất của quý vị và chúng tôi sẽ tư vấn là chúng ta nên lựa chọn cái hình dạng ngôi nhà như thế nào. Thì chúng ta quan trọng nhất vẫn phải là tận dụng tối đa được về công năng, đúng không nào? Cho nên là cái đó thì tùy theo quý vị trao đổi với kiến trúc sư thôi, thì họ sẽ căn cứ vào mong muốn quý vị cũng như là thực tế hình dạng khu đất của chúng ta mà sẽ thiết kế nên cái mẫu nhà cho hợp lý nhé. Ở đây thì căn nhà này cũng là 2 tầng mái bằng nè, không có tầng tum ở bên trên. Và cái tầng ở bên trên thì chúng tôi sẽ sử dụng ở đây để đặt là cái tét nước và thái dương năng. Thái dương năng đó chính là một cái hệ thống nước năng lượng mặt trời, tức là chuyển đổi năng lượng mặt trời sang nhiệt năng. Còn cái tét nước ở cạnh bên là tét nước đứng. Tét nước đứng và tét nước nằm thì có sự khác biệt một chút xíu. Tét nước đứng thì nó sẽ đẩy nước xuống một cách mạnh mẽ hơn, nhưng nó lại có nguy cơ có thể bị xô ngã, đặc biệt là những ngày giông bão. Tét nước nằm thì nó nằm một cách chắc chắn hơn, nhưng mà cái lực nước thì nó không mạnh bằng tét nước đứng nhé. Cho nên là tùy theo gọi là công trình quý vị cao hay thấp, rồi công trình quý vị xây dựng ở cái khu vực nó có gió bão nhiều hay không mà chúng ta nên lựa chọn cái loại tét nước cho hợp lý. Còn trở lại với công trình nhà anh Hợp thì quý vị có thể thấy là đây là một cái công trình anh thấy là về cách thiết kế cũng rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Sơn thì đa phần là màu trắng nè, có thêm một xíu của một cái tông màu nâu nhạt. Rồi mặt tiền ở tầng 1 thì chúng tôi ốp granite có màu đen vân mây. Ốp granite ở đây thì quý vị thấy nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều. Và granite thì ốp ở đây cũng rất hợp lý, bởi ví dụ những ngày trời mưa bão hoặc là gió như thế nào đó ha, nó cũng không ảnh hưởng đến cái granite của chúng ta. Chúng ta không có lo ngại nó bị nứt nẻ giống như nhiều cái vật liệu khác. Và công trình này thì cũng có ưu điểm luôn, đó chính là xây dựng xong thì vẫn còn cái khoảng sân, có phần tường bao khoảng sân khá rộng bên ngoài, cho nên là gia chủ chúng ta cũng có thể tận dụng và cảm giác thông thoáng hơn. Tiếp theo thì anh sẽ đọc đến mặt bằng của công trình nhà anh Hợp. Thì quý vị sẽ thấy ở đây đầu tiên là mặt bằng của tầng 1 đi. Thì công trình sẽ có chiều dài là 13,12m, chiều rộng là 6,79m. Về công năng chúng ta sẽ bố trí là tầng 1 có phòng khách nè, phòng bếp ăn nè, phòng ngủ nè, và có tổng cộng là 2 nhà vệ sinh. Tiếp theo tiến lên tầng 2 chúng ta sẽ bố trí là có phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ và một nhà vệ sinh nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến vị trí thứ 2 trong top 5 của chúng ta ngày hôm nay, đó sẽ là mẫu nhà của anh Anh ở Thanh Hóa. Với mẫu nhà của anh Anh ở đây thì đây là một mẫu nhà thuộc dạng nhà ống rồi quý vị, và nó sẽ thiết kế lạ mắt hơn so với ba mẫu nhà trước, đó chính là được thiết kế là mái thái. Quả thật thì những căn nhà ống mà có mái đó quý vị thì luôn là một cái đề tài thú vị, bởi vì đa phần nhà ống thì ta thấy là nhà mái bằng thôi. Còn khi mà chúng ta quyết định có cái mái bên trên thì quý vị phải cân nhắc nhiều yếu tố. Yếu tố quan trọng nhất đó chính là về tính thẩm mỹ nè, và thứ hai là về cái yếu tố là công năng, tức là có mái nhưng mà chúng ta phải xem cái phần đua của chúng ta thiết kế thế nào, không ảnh hưởng đến nhà hàng xóm. Bởi vì nếu quý vị nhà chúng ta cũng đâu có muốn nhà hàng xóm có mái nhà xong rồi nước mưa hay nào nó tràn qua nhà của mình, thì đó cũng là điều chúng ta không mong muốn, cho nên chúng ta cũng không làm như vậy với nhà hàng xóm, đúng không nào? Ở đây thì quý vị thấy là mái thái nó cũng rất là cao nhưng mà đã tiết chế hơn rất nhiều so với những cái nhà mái kiểu nhà vườn mái thái hoặc là nhà 2 tầng mái thái thông thường mà An hay giới thiệu quý vị.
Bởi vì đây là nhà ống nhà phố mà, cho nên quý vị thấy nó thiết kế hơn và nhìn nó cũng rất là thẩm mỹ ha. Về thiết kế thì công trình này An nghĩ là nó có sự hòa trộn của phong cách hiện đại lẫn tân cổ điển. Tân cổ điển thì ở những vị trí ví dụ là kiến trúc vòm nè, rồi cột là thức cột Doric nè, thì đó là những chi tiết tân cổ điển. Còn hiện đại thì ở đâu? Hiện đại đó là cách lựa chọn về vật liệu hoặc là ốp lát. Quý vị thấy ở đây chúng tôi sẽ ốp gạch thẻ nè, ốp gạch inox nè. Rồi số khu vực thì chúng tôi sẽ sơn giả đá, sơn màu trắng vân vân. Nhìn vào nó cũng rất là cái tinh thần hiện đại luôn. Công trình này thì cửa cũng là cửa nhôm hệ kính rồi. Và ở trên tầng 2 thì em khá là thích, đó là ngay vị trí ban công. Quý vị thấy là cái cửa đây nó cũng có một cái đường cong ở bên trên, nó ăn tệp với cái thiết kế kiến trúc vòm bên ngoài, cho nên là nhìn vào nó cũng rất bắt mắt nhé. Bây giờ thì em sẽ cùng mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đọc về mặt bằng công trình này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem về mặt bằng tầng 1. Ở bên dưới quý vị thấy là kích thước chiều dài 17,94m, chiều rộng 4,9m. Về công năng, chúng tôi sẽ bố trí tầng 1 có phòng khách, phòng bếp ăn, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ và có một nhà vệ sinh. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau đến với mẫu nhà phố đẹp nhất trong tháng 2 do Nhật An lựa chọn. Và An nhắc lại, đây là cái tiêu chí riêng của An thôi. Nếu quý vị xem mà chúng ta thấy có những mẫu nhà khác chúng ta thích hơn, An hoàn toàn tôn trọng ý kiến quý vị nhé. Đó sẽ là mẫu nhà của anh Trần Hậu Trường ở Ea Ninh, Cư Cu Yên, Đắk Lắk. Với mẫu nhà của anh Trường thì đầu tiên nhìn từ bên ngoài quý vị có thể thấy là một căn nhà rất là độc đáo, với nó vô cùng độc lạ luôn, có một không hai luôn quý vị. Từ một cái căn nhà mà nó như là những cái hình khối vuông nó kết hợp với nhau và có phần hơi ngẫu hứng, nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta học về kiến trúc hoặc là như thế nào, quý vị thấy nó cũng rất là hợp lý. Chúng ta nhìn tạo cảm giác ngẫu hứng thôi, nhưng mà đặt để ở đâu, màu sắc thế nào, vật liệu ra sao đều là sự tính toán rất là tỉ mỉ từ kiến trúc sư. Quý vị thấy là có số khu vực thì chúng tôi sơn màu trắng nè, số khu vực thì chúng tôi sẽ ốp gạch trang trí, có khu vực thì chúng tôi sẽ ốp đá thẻ, có khu vực thì chúng tôi lại sơn màu ghi. Nói chung là nó tạo nên cái sự rất là hài hòa. An thì An thích những vị trí chúng tôi sẽ ốp gỗ nhựa ha. Quý vị thấy là gỗ nhựa nó sẽ mang đến một cái gì đó rất là tự nhiên cho công trình. Và gỗ nhựa thì nó có ưu điểm là gì? Là 80% nó là xi măng, chỉ có 20% là cellulose thôi. Cho nên là khi mà chúng ta ốp ngoài trời, quý vị rất yên tâm, không lo bị mối mọt, không lo bị phồng rộp như là những cái chất liệu gỗ tự nhiên khác. Chưa kể so với giá thành thì chắc chắn là gỗ nhựa nó lợi hơn, bởi vì giá thành nó thấp hơn khá nhiều so với gỗ tự nhiên. Về lan can thì ở đây đều là lan can kính cường lực ha, giúp góp phần mang đến một cái vẻ thanh thoát hơn cho công trình. Rồi công trình này thì An khá thích cái thiết kế của tầng tum. Quý vị thấy ở đây chúng tôi sẽ thiết kế có một cái mái che được làm từ thép hộp sơn tĩnh điện. Và những cái nan quý vị thấy là kết hợp hai tông màu, một màu đen, hai là màu gỗ, cho nên tạo nên cái điểm nhấn rất là đẹp. Ở phía bên dưới thì chúng tôi đặt một số cái ghế này, cũng như là có những cái bậc để mà chúng ta di chuyển, quá là đẹp luôn. Và anh xin nhắc lại là trên những cái không gian sân thượng như thế này thì quý vị phải cực kỳ tính toán đến cái vấn đề là thoát nước mưa, là cũng như là vấn đề chống thấm cho nhà máy bằng. Thì liên quan chống thấm thì anh cũng đã từng làm một video riêng trên kênh YouTube của Mắt Hôm rồi, quý vị có thể tham khảo lại nhé. Vậy nhưng em vừa giới thiệu quý vị về top 5 mẫu nhà phố đẹp nhất của tháng 2 2023. Hy vọng được quý vị có thể lựa chọn mẫu nhà mình yêu thích. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì đừng ngại liên hệ ngay Mắt Hôm ở số hotline 0964558888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sơn Mắc Hôm với công nghệ hiện đại từ châu Âu, bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mắc Hôm, chọn Sơn Mắc Hôm.